hé lộ tiền tiêu vặt của tỷ phú nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhiều người tò mò về cuộc sống của tỷ phú nhỏ tuổi nhất Việt Nam và khoản tiền tiêu vặt hàng tháng. Cuộc sống của giới nhà giàu Việt, đặc biệt là các rich kid, luôn nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Đặc biệt, cậu bé Huỳnh Hằng Hữu, con trai ruột của nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng, phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc điều hành công ty cổ phần Đại Nam, là cái tên khá thu hút sự chú ý mới đây. Dân mạng đã không khỏi bất ngờ khi được nghe chính miệng Ricky Hằng Hữu tiết lộ về chuyện xài tiền của mình. Theo đó, trong một buổi tâm sự với mẹ mình, Huỳnh Hằng Hữu đã trả lời câu hỏi liên quan đến chuyện tiền nong. Cậu bé 9 tuổi lém lỉnh trả lời mẹ về mức chi tiêu của mình hàng tháng. Nhiều người cứ nghĩ Ricky là vô tư xài tiền dữ lắm. Nhưng Huỳnh Hằng Hữu rất khiêm tốn khi kể rằng mỗi tháng chỉ xài 100 đến 200 đô la, khoảng 3 đến hơn 5 triệu đồng. Đặc biệt, ngay từ nhỏ nhưng Hằng Hữu khá thảo tính. Nhiều lần cậu đã cho bạn học từ 10 đô la đến vài chục đô la khi người này ngỏ ý xin xỏ. Ngay sau tiết lộ này của cậu, cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng. Bởi lẽ nhiều người lầm tưởng rằng với một thiếu gia chính hiệu như Hằng Hữu thì việc xài đồ hiệu là bình thường. Tuy nhiên, mỗi tháng, phú nhị đại chỉ tiêu chưa đến 5 triệu đồng trở thành thông tin gây sốc. Bên cạnh số tiền mà Hằng Hữu tiêu vặt, không gian sống của cậu cũng từng gây sốt trên mạng. Cụ thể, trong một video, con trai bà Hằng đã khoe chọn phòng ngủ riêng được trang trí lộng lẫy, rộng thênh thang. Toàn bộ nội thất lấy màu trắng xám làm chủ đạo, phong cách thiết kế theo hơi hướng cổ điển, sang trọng. Ở một video khác, Huỳnh Hằng Hữu đã để lộ không gian bếp, nơi gia đình cùng đoàn tụ dùng bữa. Không kém cạnh phòng ngủ, nơi này được trang trí với nhiều vật dụng đắt tiền. Hơi hướng trang trí theo phong cách cổ điển. Được biết, toàn bộ khu biệt thự nơi Hằng Hữu cùng bố mẹ sinh sống có diện tích lên tới 2.400 m², tọa lạc tại đường phố đắt đỏ, sầm uất của Sài Gòn. Vẻ ngoài của biệt thự cực kỳ hoành tráng, sang trọng khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng. Phía trong cánh cổng tráng lệ là tòa nhà chính, nơi sinh hoạt của cậu ấm cùng bố mẹ. Ngôi nhà thiết kế đơn giản khi kết hợp hơi hướng cổ điển và hiện đại nhưng cực kỳ sang trọng. Đặc biệt, giá thành của nội thất cũng như chi tiết trang trí nhà không hề nhỏ. Chính vì vậy đã khiến biệt thự thêm phần lộng lẫy mà tinh tế. Kết hôn với ông Dũng năm 2010, bà Phương Hằng đã sinh cho chồng một cậu ấm vào ngày 21 tháng 9 năm 2012, đặt tên Huỳnh Hằng Hữu. Sinh ra đã ở vạch đích nên chàng quý tử này hiện là một trong những rich kid thế hệ mới sở hữu tài sản chả phải dạng vừa. Năm 2013, dư luận được fan xôn xao khi ông Huỳnh Uy Dũng bất ngờ tuyên bố di chúc nhượng toàn bộ khối tài sản có giá trị lên hàng nghìn tỷ đồng cho con trai vừa tròn 1 tuổi của mình, thiếu gia Huỳnh Hằng Hữu. Di chúc được công bố ngay trong bữa tiệc thôi nôi hoành tráng mà vợ chồng ông Dũng tổ chức cho con trai. Theo đó, kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2013 trở đi, Hằng Hữu chính thức trở thành chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam với hơn 2.000 nhân viên. Ngoài ra, vị thiếu gia nhỏ tuổi này còn được sở hữu khối tài sản khổng lồ là loạt công trình bất động sản như khu công nghiệp Sóng Thần 2, khu công nghiệp Sóng Thần 3 có tổng trị giá hàng chục ngàn tỷ đồng. Với việc nhận được quyền thừa kế khối tài sản khổng lồ trên, Huỳnh Hằng Hữu đã trở thành tỷ phú nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Nhưng sau đó không lâu, ông Dũng đã lên tiếng đính chính con trai 1 tuổi của mình không phải chủ tịch của công ty như tuyên bố trước đó. Cậu chỉ là chủ sở hữu của một quỹ thiện nguyện. Khi cậu chưa đủ 18 tuổi, quỹ sẽ do một hội đồng giám sát quản lý gồm 12 người, trong đó 2 vị trí chủ chốt vẫn do vợ chồng ông Dũng nắm giữ.